Thưa quý vị, vừa qua ngày 25 tháng 6 năm 2022, công ty cổ phần Diệu Tướng Am chính thức ra mắt không gian văn hóa nghệ thuật Phật giáo, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình giữ gìn và phát huy những giá trị tinh thần tốt đẹp của người Việt. Tọa lạc tại số 13 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với quy mô lên tới 1.500 m². Buổi lễ khai trương và chính thức đi vào vận hành không gian văn hóa nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am Hà Nội với chủ đề Kiến tạo những hành trình an lạc là bữa tiệc của các cung bậc cảm xúc cùng với sự xúc chạm về sắc thanh hương vị. Không gian sự kiện được bày trí ấn tượng trong khuôn viên biệt thự Pháp Cổ, nơi các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo được tôn vinh. Trải qua 10 năm phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh, không gian trải nghiệm và kết nối Diệu Tướng Am Hà Nội đánh dấu một bước phát triển mới trong hành trình mang Diệu Tướng hiện nơi nơi. Bằng việc phát triển này và trong tương lai, những không gian văn hóa nghệ thuật Phật giáo tại Việt Nam và quốc tế, Diệu Tướng Am kiên trì giữ vững lời hứa thương hiệu. Diệu Tướng Am nguyện là nơi tôn trí đức tướng vi diệu của mười phương chư Phật, là nơi gieo mầm trí tuệ cho những Bồ Tát tương lai. Tham dự buổi lễ có sự tham gia và chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội. Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Minh Thành Gia Lai cũng như chư tôn đức tăng ni cùng các vị khách quý. Buổi lễ khai trương thu hút các khách hàng từ khắp mọi miền Bắc Trung Nam là những khách hàng đã yêu mến và tin tưởng Diệu Tướng Am trong suốt 10 năm qua. Am nhỏ tịch tỉnh nay đã là những không gian rộng lớn giữa lòng phố thị, nhưng dù nhỏ dù to vẫn luôn là nơi tôn trí đức tướng vi diệu của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị tổ sư, nơi kết nối con người với sự an lạc giác ngộ. Không gian phước báo nhiệm màu, nơi những tác phẩm mang đậm màu sắc Phật giáo phương Đông, nơi những pho tượng, tượng Bồ Tát, chư vị tổ sư trong tư thế trang nghiêm tự tại. Ở đó ta thấy tinh hoa của đất trời, là ánh sáng, là không khí và cả giọt mồ hôi của nghệ nhân trong giây phút được thể nhập vào chân như. Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diệu Tướng Am, chia sẻ về những trải nghiệm cao cấp tại Diệu Tướng Am. Cũng trong chương trình khai trương là nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc ấn tượng mang dấu ấn Phật giáo, tiêu biểu là màn múa nghệ thuật Thiên Thủ Thiên Nhãn, biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật trà đạo, hương đạo. Đến nay cùng với không gian mới tại trung tâm thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh với tổng quy mô lên tới 4.000 m² tại thành phố Hồ Chí Minh, Diệu Tướng Am là lựa chọn tin cậy và uy tín của hơn 11.563 chư tôn đức tăng ni Phật tử, quý khách hàng trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và vươn ra quốc tế như Anh, Mỹ. Sở hữu hệ sinh thái hơn 22.000 sản phẩm dịch vụ thiết kế và tạo dựng không gian tâm linh của Diệu Tướng Am, đáp ứng nhu cầu quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc chùa cho đến những không gian tâm linh tại gia như thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết trí không gian thờ, nghệ thuật tạo tượng. Diệu Tướng Am không chỉ mang đến cho thị trường những sản phẩm dịch vụ trải nghiệm cao cấp mà còn là người góp phần kiến tạo những hành trình an lạc.